Vâng, hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Nhân TV. Và hôm nay thì Khánh Nhân TV tiếp tục làm cái video clip cũng như là trả lời cho anh chị các bạn một cái nội dung. Có anh chị và các bạn nói rằng là ở thành phố, có nghĩa là ở thành phố. Vâng, nhiều anh chị ở thành phố thì rất thích trồng dâu nhưng mà lại không có đất. Thì mấy anh chị hỏi là nếu như không có đất thì không có đất này, tức là đất tự nhiên anh chị nhá, đất tự nhiên, đất vườn này thì lại có trồng được dâu không? Thì hôm nay Khánh Nhân TV sẽ làm cái video này thì trả lời và cũng chứng minh cho anh chị thấy, có nghĩa là chúng ta nếu không có đất thì chúng ta vẫn trồng được dâu, nhưng mà nó hơi cực kỳ công một chút đấy. Thì anh chị các bạn biết rồi, thì nói chung chơi cái gì thì cũng phải kỳ công đúng không? Chúng ta phải đầu tư một chút thời gian, một chút công sức, rồi tất nhiên rồi một chút kinh phí nhỏ nhỏ ha, chứ nếu mà không đầu tư thì cũng rất là khó đấy. Còn nếu mà anh chị các bạn mà có điều kiện thì mua những chậu dâu ổn định về chơi thì không có sao ha. Còn tất nhiên đây là những chậu dâu mà mình đã làm rất kỳ công, rất là lâu, chậu rồi cái giá thể mình cũng phải mua cái nấm hoặc là cái men vi sinh về mình ủ này, ủ 3 tháng này chị, rồi sau đó mua sơ dừa mình trộn đó. Thì quay trở lại nội dung chính, đó là không có đất anh chị và các bạn có thể trồng được dâu tây. Vậy thì trồng được ở những cái giá thể như thế nào thì nhân viên sẽ trả lời cho anh chị và các bạn nhé. Ở đây thì mình đa số là mình trồng có cả đất và cũng có trộn cái giá thể khác. Còn riêng cái chậu này thì mình vừa thử nghiệm mà cũng vừa là làm để cho anh chị thấy là nếu chúng ta không có đất thì vẫn trồng được dâu bằng cái giá thể. Mức nhất là chỉ bằng là nếu chúng ta có cái điều kiện mà xin được cái bã cà phê nhá, bã cà phê hoặc là cái bã gì mà nói chung là của thực vật, bã của cho nhà cái tất cả những cái của nhà bếp mà chúng ta ủ được mà nó mục được mà nó ra thành cái phân đen 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 đen, xong là chỉ bạn để khô đi, để xong sau 90 ủ sau 90 ngày sau để khô đi. Chúng ta có thể dùng những cái thùng xốp nhiều mà thì chúng ta bịt kín lại rồi là chúng ta băng keo lại, chúng ta có thể để góc nhà, ban công hoặc nhà thành phố thì cũng vẫn ủ được. Nếu mà trồng một vài chậu dâu tây thì mình vẫn nghĩ, và sau đó chúng ta có thể ra những chậu cây cảnh, họ bán những các cái giá thể ví dụ như sơ dừa, và đặc biệt thì có các cái bì phân chi bát nhé, phân chi bát. Chi bát là một loại phân bò chi bát thì nó kiểu là nó đã xử lý mà nó xay, sau đó về chúng ta trộn. Bởi vì sao mình nói là anh chị các bạn trộn, bởi vì cái phân bò nó rất là xốp xốp, và nó thuộc là cái loại động vật ăn ăn cỏ đó, cho nên là nó xốp xốp xốp, chúng ta trộn vô là nó sẽ khô được cái giá thể này, nó xốp này, nó dễ thoát nước, và đặc biệt là cái nó cũng đáp ứng được ngay khi mà chúng ta trồng những cái chậu dâu mà đa số anh chị các bạn mà muốn ngó về là chúng ta trồng vào nó sẽ đáp ứng. Bởi vì như đây là mình trồng hoàn toàn bằng sơ dừa với bã cà phê, cà phê mình ủ nha anh chị nhá, mà ủ sau 90 ngày. Thì anh chị các bạn có thể thấy hiện tại thì nếu như mà đất thì mình bê bằng tay thì chắc chắn là không bê được, nhưng mà rất là nhẹ anh chị nhá. Đấy, bởi vì cái lượng đất này thì hơi nhiều đấy, nếu như mà giá thể mà là đất một đây trồng một sơ dừa này. Đấy, anh chị các bạn có thể thấy được này, đây. Mình nghiêng được ha, đây này. Đó. Rất là nhẹ. Đấy, bởi vì chỉ có là sơ dừa với bã cà phê gọi là hoàn toàn thực vật mà nó rất là tốt. Nó quá tốt luôn. Mà hiện tại thì nó chưa có trái. Mình có làm cái video là những cái cây mà rất cằn cỗi thì nó có hoa có trái, nhưng còn những cái cây này thì chưa thấy trái đâu hết. Đấy, rất là tốt, và nếu khi nào nó có hoa có trái thì mình sẽ báo cáo và sẽ làm cái video cho anh chị các bạn cùng xem để tham khảo. Và đặc biệt là bây giờ là anh chị và các bạn ở thành phố thì chúng ta chơi hoa cây cảnh thì chúng ta nên trồng những chậu dâu tây, và cái mẫu chậu thì Khánh Nhân TV cũng đã phổ biến rồi, cũng đã nói cho anh chị các bạn nên trồng cái cỡ chậu nào. Đấy, anh chị các bạn thấy được không? Một cái chậu mà như này này, 20 này, 20 nhá, mà nó bóp đáy thì ở dưới nó còn khoảng 10 15 gì đó, thì ở trên miệng trên nó rộng thì trồng 3 đến 4 cây dâu là rất ok, anh chị các bạn có thể thấy được nhá. Đây thì chúng ta để cho là mình cái bã cà phê á, với lại cái sơ dừa trên nó tụt xuống chứ không trước mình để đầy lên trên này. Thì bây giờ ví dụ như chúng ta có thể lật ngược trở lại, bởi vì nó khô mà, khi mà chúng ta sang chậu là nhớ phải để cho nó khô nhá, khô thì nó bốc lại chúng ta thì lật ngược một cái, chứ còn khi mà nó ướt thì anh chị đừng có sang, bởi vì nó vỡ cái đất ra là nó sẽ cũng bị ảnh hưởng rễ nhá. Và chúng ta để khô này, lật ngược xong là ta bỏ một chút giá thể, ví dụ như một số những cái phân dinh dưỡng khác xuống đáy này, lót một số các loại phân khác, thì
khi mà cái rễ nó đâm xuống, vì sâu tơi nó rất thích, thích đâm rễ xuống, và chúng ta để một cái đĩa bên dưới, một cái đĩa bên dưới này chúng ta bỏ một chút nước, nếu mà mùa khô thì cái rễ nó xuống thì nó cũng giữ ấm được cho cái thằng này, cũng rất là ok. Và nếu như mà nhớ là khi mà đưa ra nắng là phải tủ gốc cho nó kín, không được hở rễ này. Khi mà sang chậu là phải để khô và chúng ta lật ngược lại một cái để chúng ta bỏ thêm giá thể và bỏ vào. Đấy, cho nên là những cái bã cà phê với là cái sơ dừa nó rất là xốp, và cái dâu tây thì nó rễ nó đã quấn chặt hết vào trong các cái giá thể, chúng ta lật ngược ra là rất dễ, và chúng ta bổ sung lên nó đầy đầy lên một chút là rất là ok. Và đêm thì anh chị các bạn nhớ phơi sương cho nó ha, nếu mà để ban công thì phơi sương, chứ đừng có để trong mà quá kín mà không có thiếu cái dưỡng khí mà lại không có sương, không có nắng thì nó rất dễ là đai, nên là chúng ta lưu ý. Nên là các anh chị các bạn thì có thể tìm những cái nguồn giá thể đó để trồng dâu, và chúng ta nên là tìm những cái cây trồng các loại ngó khỏe khỏe thì vì chúng ta trồng thì được ngay. Còn đất chi bát thì anh chị cũng có thể trồng được, và nếu như mà trồng thì anh chị các bạn nên là ngâm nước qua một bộ bao nào, ngâm nước qua nhé, ngâm nước qua, bởi vì cái đất chi bát, bản thân đất chi bát bên trong nó có một cái hàm lượng lân, hàm lượng kali. Nếu như chúng ta trồng mới ngay ấy, thì thường có thể nó cũng có trừ hợp cái dâu rất khỏe, còn không thì nó cũng hơi hơi sót, cho nên mình thường là mình trộn thêm những cái khác, thì anh chị các bạn có thể bổ sung thêm cái sơ dừa với lại cái đất chi bát nhá, đất chi bát quên hệ với cái phân bò chi bát để cho nó đỡ bớt cái độ mà cái nó có một số những chất mà trong cái đất chi bát nó cũng gây sót cho cái dâu đấy, chứ là nếu mà đất cung nguyên không thì cũng hơi là, mình nghĩ là cái tỷ lệ nó cũng quá sống nhưng mà cũng hơi thấp đấy. Chỉ có bằng cách là những các cái phân ủ nhà bếp mình về mình ủ như cái thùng xốp, rồi sau đó mình phơi đi, phơi ra mình bỏ mình trồng rất là đẹp anh chị nhá, không những dâu và hoa rất là phù hợp, đặc biệt là bã cà phê đấy, anh chị có thể thấy được là bã cà phê ha, mình trộn với sơ dừa, ở đây cũng một chút đất thôi nhưng mà đây là 100% là sơ dừa này, 100% là bã cà phê với sơ dừa này đấy. Đấy, mình ngoại chỉ các bạn có thể thấy được mình nhỉ, mình phải dùng nguyên cái khu này để mình ủ cái bã cà phê. Bã cà phê này thì trồng dâu rau hoa rất là ok nhá, trộn thêm với các cái khác để gây cái xốp, tức là không dùng đất thì rất là tốt, anh chị bạn thấy không, rất là tốt luôn. Cái chậu dâu đó anh chị các bạn có thể thấy được một cái nguồn dinh dưỡng mà ở những các cái bã các loại người ta bỏ đi, người ta tận dụng về, chúng ta mua cái men vi sinh, chúng ta ủ phân là rất là tốt. Trồng rau sạch ban công sân thượng, dâu tây tuyệt vời. Đấy, thì video này thì mình muốn chia sẻ với anh chị và các bạn một cái nội dung như vậy. Thì cũng chúc cho anh chị và các bạn ở thành phố thì chúng ta cũng có một cái không gian nhỏ nhỏ ban công và trên sân thượng chút chút thôi, thì chúng ta có thể để được những cái chậu dâu như thế này, và chúng ta không có đất thì kiếm cái giá thể như vậy thì chúng ta trồng rất là ok. Và kính chúc anh chị các bạn có một ngày sức khỏe, cho nên là vui. Anh TV xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh chị các bạn có câu hỏi gì thì cứ tiếp tục hỏi nhé, hoặc có comment, và đặc biệt là nếu như lần đầu tiên trong kênh thì đăng ký kênh để ủng hộ Anh TV. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video tiếp theo.